Chào các bạn, ở video trước thì anh có giới thiệu con đà mã tong tong này rồi ha. Thì các bạn thấy nó có thêm một con đà mã tong tong bé nữa này. Đó, thì làm sao để có con đà mã tong tong bé này? Thì mình phải cho hai con đà mã tong tong nó sinh sản. Đó. Đó thì đầu tiên là anh sẽ lấy trứng đà mã tong tong ra. Đó, rồi, ok chưa? Đó, thêm một con nữa này. Đó, ok chưa? Đó, rồi lấy cỏ khô nhé. Có cô đặt đây rồi đó, xong anh sẽ lấy cái này là cái đĩa cà rốt, đó, xong rồi cho nó ăn, đó, cho nó ăn đó, thấy chưa, nó ra rất là nhiều đà mã tông tông con, đà mã tông tông con, để nữa đi tụi bay. Đó, đà mã tông tông con, ui nó nhỏ xíu à, không thể nhìn được mặt nó luôn á. Đây cái mặt, đây mặt nó đây. Đà mã tông tông con, cho ta coi cái mặt con đà mã tông tông con đây, nó này, mặt của nó này đấy. Ok,